Ngày 5 tháng 5, ông Thượng Quang Thuần chi cục trưởng quản lý đường bộ 4 cho biết, vụ cháy xe tải chở dầu nhớt trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương gây thiệt hại khoảng 900 m2 mặt đường. Trong hôm nay, ngày 5 tháng 5, công nhân sửa chữa mặt đường để đảm bảo an toàn giao thông. Theo chi cục trưởng quản lý đường bộ 4, tài xế xe tải khai nguyên nhân cháy xe do khi đang lưu thông trên cao tốc, má phanh sau của phương tiện bị kẹt, lửa bùng lên từ khu vực đó đã gây ra cháy Vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 12 giờ 45 phút ngày 4 tháng 5. Khi đó, tài xế Nguyễn Hoàng Thương lái xe tải chở dầu nhớt mang biển số 65C-02342 trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng từ thành phố Hồ Chí Minh về miền Tây. Đến đoạn qua ấp Bình An B, xã Lợi Bình Nhân, thành phố Tân An, xe tải bất ngờ bốc cháy. Dầu nhớt từ xe tải chảy tràn xuống đường, loang ra cháy nguồn ngục, khói đen từ vụ hỏa hoạn bốc cao hàng trăm mét.